Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình chào anh. Ok, hello chào các bạn, mình chào anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nha các bạn. Thì anh em mình cũng là tranh thủ là nhờ anh quản lý là dẫn anh em mình vào bản làng mới, bản làng Cabolo. Thì hiện tại đang còn 5 bản làng đấy các bạn, không phải là 2 bản làng hôm trước đến tìm anh em mình đâu. Cái con những 4 bản làng lần trước khi anh em mình bắt đầu mới khai hoang ở chỗ nông trại 4 bản mới đấy, thì là có cùng 4 bản đến tìm thôi. Thì hôm nay là anh em mình tránh thủ là đi từ ngoài vào trong. Đấy, từ bản này qua bản khác để thứ nhất là để xem cái địa hình ở đấy như thế nào, và để có thể mà gom những cái ba bản lại một đấy các bạn, để mà gần nhau để mà hỗ trợ được một lần. Như vậy là anh em mình cũng là đỡ đi phải đi nhiều bản đấy các bạn, chứ thực tế đi một ngày không thể hết được quá xa, cho nên là cũng người thì cũng là có hạn đấy, cho nên là phải đi để xem cái điều kiện tự nhiên ở đấy nào và đất đai ra sao, và để mà gom 2-3 bản lại một lần đấy, sẽ hỗ trợ về làm nông nghiệp, trước mắt là về phải chống đói các bạn. Vì vào đây là hiện tại đây là cũng thấy là đất đai rồng mênh mông như thế này mà không thấy trồng trọt gì anh ơi. À, theo anh thì bây giờ thì lần đầu tiên là nhà mình đến đúng không, thấy cũng trồng trọt thì cũng có nguyên nhân về lý do thôi. Lần đầu tiên mình đến thì ta bây giờ mới gặp các bác người dân ở đây, đây. Thì nhìn thế nào thôi. Đấy, thì phải hỏi đến đấy thăm người dân bản đầu tiên các bạn, phải nhờ anh quản lý đi chứ mình anh em mình cũng không biết đường. Sao vì đù cái mình đấy. Não, o caminho para cá já conheço. Então depois aquele, quero mais aquele de branca do ali, ora? Está a ser bem, né? Hôm nay là cuối tuần là anh quản lý bản làng đang là cũng nghỉ các bạn, nên là anh em mình nhờ anh ấy là đi để cũng tránh thủ cái thời gian ngày cuối tuần là người dân cũng nghỉ ngơi, nên anh em mình để mình gặp được đông đủ được, chứ mà để ngày đi ngày bình thường thì rất là khó gặp đấy. Thôi thì bây giờ sẽ vào trong các bạn, đấy là hình như là trung tâm của bản SCS xong đủ mây đủ đủ bay đúng đấy. Aqui é no centro, no meio do bairro. Ok, centro, né? É, sim, é no centro. Ok. O povo deste lado vem e o outro povo. Thì ở đấy là hầu như là người dân là ở cách xa nhau để mà chăn nuôi và trồng trọt thế nào ấy các bạn, mà không biết thầy đất đáy nó rồng mấy bóng nhà cứ lửa thớt như vậy. Thôi đi cho đi vào trong, người dân đang ở đóng cây này các bạn. Đang ở đóng cây. Bây giờ sẽ đi vào trong để xem. Đấy, lần đầu tiên đến cái bản Cabolo này là để xem cái điều kiện tự nhiên ở đấy như nào. Nhìn là nói chung là ở dưới mình ấy, ở cái chỗ cái huyện mình ở đấy, ở đấy nước nối là cực kỳ hiếm, hầu như là mình cũng biết cả rồi. Có mà có nguồn suối chẳng qua chỉ có mùa mưa nên nước chảy về thôi thì mới còn nước thôi, còn để chuẩn bị sắp tới đã sang mùa khô mà để nói nước cái như thế nào ấy sẽ không có đâu các bạn, không có đâu. Nhìn đất đai cằn cỗi này, đây sư rể đông đảo như cái hay quá la lê quá la lê bô sofa. Muito bom dia! Sim, sim, vamos lá, tudo bem, Lu? Ok! Thấy bản mà anh em mình mới đến nhưng thấy con người ra các bạn, sát ho có cái. Quả la lê! Này, tụi bây! Này! Đấy, ở đấy là hầu như là toàn người dài đấy các bạn. Qua la lê. Đấy, toàn là người già các bạn. Dạ mời, đi về. Toàn người già các bạn. Hai, quay nút cả. Cái nào bạn ấy? Đuôi. Ờ, đặt đuôi. Đuôi. Xin xin ta về. Dạ ta vâng. Dạ mày. Vào lê bô. Dạ mày. Mày ta quay nụ cơ. Xin các cái nào á. Ok, xem ta xô, xem ta xô. Đấy, con người già, hầu hết là con người già nha các bạn. Dạ. Ơ, bài, đưa về. Dạ, dạ. Dạ, xem lại rồi nhá. Ờ, đục bé tay bục lắm. Ok, xin xin. Cái toàn hầu như hết là người già. Dạ, qua la lê. Qua la lê. Chết tôi, chết tôi. Qua la lê bố. Dạ. Bái tên đục bé. Anh đang đục bé bê đấy. Xin xin. Dạ, vô. Đấy, thì hầu hết là toàn người già. Lực lượng thanh niên này không thể đấy. Qua kết, 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 q
này thôi đúng không anh đấy. Chắc. Lực lượng hành viên đấy các ông. Thôi là chào các bạn. Các bạn thì hiện tại anh em mình đang có mặt tại bản làng Cá Bô Lô. Đấy thì một cái không khí rất là vui tươi tại bản làng mới ở đây. Thì hôm nay là ngày đầu tiên thì anh em mình mới đặt chân tới đấy và để tìm như hồi nãy mình đã nói để tìm hiểu cái điều kiện và tự nhiên ở đấy như thế nào. SCA xong đùa Dubai đu Cá Bô Lô đấy. Ừ, bạn thay vô bằng bài lui nó yo Cá Bô Lô. Xin. Và ông gặp bạn. Esse são o do bairro do Cá Bô Lô que está aqui presente. Aí é? Sim. Ah, sim. Povo, tem aqui o chefe Tony, que veio do Minditado, que veio nos juntar aqui, no nosso bairro. Dạ, tá bom. Dạ, esse povo, esse hoje a nosso som do Vietnam aí, tá? Hoje a do dia sou para chegar lá, Tibet, do nosso vem aqui para de ajuda do povo do Cá Bô Lô. Então, hoje som primeiro dia. Nós chegamos aqui para quero ver tudo o bairro aqui, como assim, qual é o problema então, para nós depois saber ajudar, já? Porque không khí rất là náo nhiệt tại bản làng Cá Bô Lô, bản làng mới nha các bạn. Povo, nós que fomos lá na fazenda lá no Mucuyu, vimos muita coisa que eles fizeram, que ajudaram no povo. Por isso que vieram aqui também ver o que nós precisamos de nos ajuntar. Já! Então hoje eu chego aqui, importante, porque eu venho aqui, importante de ajuda primeiro é só de cultiva, tá já vendo, né? A sopa, esse bobo aqui, tempo esse não está cultiva? Aqui? Sim. Cultiva, mas é pouco. Pouco? Sim. Por quê? Porque o terreno não é nosso. Não é vosso? Sim. É quem, afinal? O terreno é do português. Do branco. Ele compra aqui ou não, esse... Ele compra aqui? O terreno ele já comprou há muito tempo. Ele compra aqui? Sim. Então, o povo aqui te faz a casa aqui ou como assim? Sim, tem só pouco. Ele onde ele então, tem as casas dele. Sim. É pequeno, também já não tem terreno. Aí é? Sim. Só tem um bucaru para fazer casa? Sim. Não tem horta para cultivar? Não tem. Esse aqui tem rio? Tem rio, mas não é nosso. Não é nosso? É do branco. Do tudo quinta é som dele? Tudo é do branco. Se antes do bairro chegar aqui? Sim, já encontramos branco. Aí é? Sim. Aí, bạn là hiện, giống như bác trưởng bản vừa đã nói mình ấy, mình cũng hỏi là tại sao ở đây mình thấy đất đai rồng mà không thấy là trồng trọt gì. Bác bảo toàn bộ đất đây gần như hầu như là hết là của người Bồ Đào Nha. Đấy, không biết là tổng diện tích là bao nhiêu. Đấy là người ta mua lại từ trước khi các bác đến đấy sinh sống rồi. Ele já compra muito tempo? Sim, muito tempo. Ele cultiva aqui quem? Cultiva aqui, tem plantas, tem tudo. Tudo? Tem planta? Tem planta. Ah. La Tesserina. Sim. É uma fazenda. A grande mesmo? Do branco, portuguesa. Ah, portuguesa. Sim. Quanto é que está a sopa? Não sabemos. Mas muito grande? Sim, é muito grande. Ele não oferece bobo para cultivar? Não. Nada. Nada? Nada. Então, depois do tempo, você vai se cultivar aqui? Só cultiva só um bocado onde ele trabalha. Ah, aonde fica próximo de casa? De casa. Ok. Đấy, cũng khó khăn anh ở đấy. Ở đấy, cái bản này là có người Bồ Đào Nha, người ta đã mua hết thế kỷ trước đấy các bạn. Tipo, ele já compra muito tempo, muito tempo. Tipo, do teu avô, né? Tipo, tempo do teu avô, né? Ok, đấy, thời đấy chắc rẻ lắm anh nhờ. Thời đấy chắc vào đấy là chó múa khống, lấy khống chứ làm gì đấy. Làm gì, thời đó đến đây đánh chiếm á. À, thời đấy nó thuộc địa của Bồ Đào Nha mà. Então, esse tempo, esse não faz nada? Nada. Tá duro assim? Sim. Ok, đấy, hiện tại người dân bản là chỉ có là, như, giống như bác trưởng bản và bác phó bản là nói là ở xung quanh nhà có từng nào đó thì là cuộc ở đấy, mà đất suối nước thì cũng không có.
Đấy, mới đầu vào là nhìn thấy cái khó khăn trước mắt là giờ đi làm nông nghiệp mà không còn được các bạn, là rất là mệt đấy, quá mệt đấy, đến cái mùa nắng này cực kỳ không thể trồng được rồi. Đấy, mùa nắng mà không còn được thì mùa mưa còn chứ không có đất mà trồng. Đấy, sau này mình cái huyện này là mình đi gặp bản nào ít khi có những bản mà có đất để mà thành lập một cái nông trại gì đấy các bạn. Ê chị tên nó cái ta đu rồi. Ta muốn tụ gran được xin, yêu vẻ ta gran được xin. Ừ. Hả? Ê ali. Sí. Mai ele não cultiva tudo, né? Só deixa assim? Fica mesmo assim. É dele. É dele. É dele? Sim. Mas agora ele fica aqui? Não. Agora não está. Ah. Ele fica no Lubango. Aí? Sim. Só aluga de trabalho aí? Sim, só tem os guarda. À, số tinh quạt à? Sì. Chỗ này chắc có lẽ là không. Chắc chỗ nó đẹp đấy. Là gió với điều để cỏ cho bò ấy. Chắc là cùng nuôi trong cái ăn quả với bò việc trong này nhiều đấy các bạn. Đấy, người thì làm không ra mà kẻ thì ăn không hết. Nhưng là những cái bản anh em mình giúp ở đấy là cực kỳ bản nào hiểm mà có đất về nước ấy. Anh em mình chủ yếu là đi tìm cái nguồn nước đó, bạn nước ở đâu thì trong được ở đấy. Nhưng mà hầu như không còn nước. À thì agua, ta mình tém một xe cô đâu tính agua? Nào, nó tính. Tu được cái ẩn hình canh cụt tìm à? Hả? No tem. Ah. Sim. Quando chega aqui já não. Já não cresce mais. Assim, só assim? Sim. A pomeva petu no tem. Meu papá cochonda, cutaca cala tu lecale. Petu pomeva petuliamo e petu. Ah, đấy, cô này bảo đấy là bà cái dịch lại là bảo là chỉ trong ngốc đến tuần này các bạn là chỉ ở dừng lại ở đây không tụ được lên đây. Đấy nó bị vang. Tipo tipo de amare luôn ấy. Tipo bisu de mod này đấy. Ok. Em tao bố qua cái u giá de agua on được. Nurinho. Rồi đủ đi aquí. Sí. Mais o tempo de chuva? Só tempo de chuva. Quando chega o tempo de chuva, já o água desaparece. Não, boa vou aqui usar de água tipo de banha, de limba. É mesmo no rio. Só tempo de chuva? Sim. Se tempo chuva, tempo chuva terminando. É pouco tempo chuva. Đấy, mình cũng hỏi cái nguồn nước lấy về sử dụng hàng ngày đó các bạn cũng bảo phải đi bộ đến cái một cái mương gọi là cái mương nước ấy, gọi bên này có cái suối chứ thực tế là suối bên này không có suối đâu các bạn. Chẳng qua là cái lạch nước bé bé thế này đây cứ đào thì cái chỗ nào nó đong lại ấy, nước mưa về chảy quá là lấy về uống và sử dụng tắm giặt ở đây cả. Tudo bebe água, lava loisa, lava roupa, tudo ela. É mesmo no rio. Então tempo seco tirado no final. Água, é mesmo. Não tem mesmo. Aí? Não tem mesmo. Ah, não tem? Não tem. Então, do cacimba aqui também não vai conseguir de cavar? Não. Ah. Não tem, não tem cacimba porque no fundo tem pedra. Muito pedra? Sim, tem muito pedra. Đấy, mình cũng hỏi các bạn tại sao không đào giếng đào đấy các bạn để mà sử dụng được. Các bạn bảo đào cũng đào nhiều rồi nhưng mà dưới toàn đá không thể đào được. Đấy, cái bản này mình đã gặp nhiều bản khó khăn hơn rồi. Thì cũng như lúc đầu mọi người đã biết đấy thì đi vào càng sâu thì là càng nhiều bản càng khó khăn về mọi mặt hơn nữa. Đấy thì anh em mình cũng xác định rồi. Giờ không có bản nào để nói là đến giúp đỡ với anh em mình đều được như ông như mong muốn của anh em mình đâu. Đấy tất cả là bây giờ là hầu như ở cái huyện này đất thì không có bùn các bạn, để mà nói trồng lúa thì không thể trồng được ở đây. Đấy, cái huyện này còn huyện khác thì mình không biết. Ở huyện này đấy là để mà nói trồng lúa là không thể được. Vì sao? Vì là nước giờ bây giờ trồng rau còn rất đủ không đủ nước. Chẳng qua là mùa mưa. Đấy, rau anh em mình trồng tốt cũng phấn lấn đòn rất là nhiều các bạn. Đấy cũng phấn buông phấn chuông phấn bò để hướng dẫn người dân cái cách sử dụng cái cách trồng thì mới được như vậy. Nhưng mùa nắng sắp tới đấy để mà nói trồng được thì cũng rất là khó đấy. Đấy. À sô bà, esse aqui bairro aqui tem quanto de família, de casa? Aqui tem 200 família. 200? Sim. Bué assim. Khó mà còn đông người. Đấy, của khó mà còn rất đông người các bạn, 200 hộ dân. Đấy, gần như là nhiều nhiều nhất ngang với bản Tú Vi Ly. Tú Vi Ly vẫn còn ít hơn nhiều nhất đấy. Tú đủ xong đi à vô? Sì. Tú đủ đi à vô? Sì, ainda falta muito. Falta muito? Sì. Đủ dân tụt, aqui tem 200, eu esse aqui tem só tem bocado. Porque a maioria estão doente. Sì. Estão nos hospitais. Ah. A maioria também estão nos óbitos. Ok. Porque esse tempo chuvoso parece o tempo mesmo da doença, por isso que também não encontraram pouca gente. Ok, sim, sim. Đấy, bạn bạc bảo là mình cũng hỏi là đấy là có bao nhiêu hộ dân mà sao ít 200 hộ là ít đấy. Nhưng mà hôm nay trong bản là có người mất, đấy toàn là trẻ em. Cái lý anh sao tên bùi này?
criança? Sim, criança também. Até muito, muito. Sim, por isso assim, comer muito depois, dá muito tiro, depois sai o filho. Não é? Aí, olha, toàn là người già và trẻ em. Đấy, toàn là người già và trẻ em, rất là khó khăn luôn. Đấy, bản làng này là cũng thuộc rằng là nhiều người già nhất. Em sẽ tính muito de về luôn đấy. De mai về luôn. Sim. Là tính buổi. Sim, tem buổi de dos mais. Esse aqui é centro para sempre de reunião aqui? Sim. Aqui é no centro. Das reuniões, aqui é o centro das reuniões. Reunião aqui? Aqui nessa árvore. Então, aqui do escola, a criança estuda onde, afinal? Não tem onde estuda. Então, a criança depois estuda onde? Não tem. Hã? Não tem. Não estuda? Não, não estuda. Aqui não tem escola nada? Não, não tem. Não tem? Não tem. Até professor também não tem? Não tem. Então, a criança só vai criar boi? Sim, então mesmo sentado, porque não temos escola, não temos o quê? Nem nada? Nada, não tem. Đây bạn, đây là trường hợp này gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Từ khi anh em mình đi giúp đỡ các cái bản làng lớn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên. Cái trường hợp này mình gặp, đây là ở trong bản làng không có trường học. Các em không còn đi học. Đấy. À thế director também professor là tá vendo tem? Não, não tem. Não tá vendo mesmo que eu tenho essa casa aqui. Esse aqui é quem? Sim. Esse é uma igreja. Sou? Sou. Mais nada? Sim. Então, que do arimita da saúde, o que também não veio aqui ajudar? Sim, é muito distante. Daqui a o que tem 18 km ou 20. Ah, é? Sim. Ah, cậu bác bảo ở đây, trong vùng sâu, vùng xa. Đấy. Không thể vào được. Nhưng mình vô lý thật. Đúng đấy là lần đầu tiên luôn. Có thể khó khăn, có thể như thế này, như thế nào. Nhưng mà có thể là không có trường học, nhưng mà vẫn học. Như ở bản Mukuyu cũng thế, mà có trường học đâu. Học gì đã học gì cấy đấy. Các bạn khác cũng học gì gốc cấy cả mà. Essa escola não aparece nem nada? Não, não tem. Até professora também não tem? Não, não tem. Không có trường học, không có giáo viên, không có hiệu trưởng. Đấy, các em học sinh, các em này là... giờ. Então, criança, só fica assim, do pai, anda com pai, com mãe? Tá o mesmo sentado, não tem nenhuma escola onde ele estuda. Quá vô lý, Juan. Cái thì mình sẽ tìm hiểu cái vấn đề tiếp theo. Mấy toàn bộ các em nhỏ cực kỳ nhiều luôn này. Não mãi đi, ali, và tôi là... Cực kỳ nhiều luôn. Não vai fugiu. Đấy. Mật độ người dân thì rất là đông. Assim. Assim tá duro já. Tu eu vê terreno aqui muito grande. Terreno esse bem grande. Sim, é do branco. Do branco? Sim. Ele não dá de ajuda de devolver aqui? Nada. Thế bạn đấy toàn bộ đất đấy là không phải toàn bộ đâu, gọi là những cái phía mà trồng trọt được là của người bô hết. Đấy người ta là thâu tóm của là từ những cái thế kỷ trước đến giờ thôi. Đấy, để tí mình sẽ bảo các bác các dần mình đi vào cái nông trại của người bồ đấy, người ta mua rất là lâu năm để mình đi phải đi tìm hiểu trước mắt, phải tìm hiểu các bạn đấy, phải tìm hiểu tất cả đấy, những cái bản này là mình thấy là cực kỳ khó khăn. Hả? Sefia aqui onde o note? Hả? Aqui vai ver onde o note. À. Qua lâu lắm. Cô fala. Đi mua. Hả? Đi mua đi cô fala. Nào tao lê. Hả? Đấy, tỷ lệ người già là rất là nhiều các bạn. Bác này thì không nhìn thấy nữa. Esse vita não está olhando nada, ele é o seco. Aí, sim. Então de ano ele vai pegar que qual coisa do mulher também vai conseguir? Nada, não consegue. Aí, vai. Não consegue, não consegue, mas depois nasceu muito filho. Hã? Sim. Não gana. Não, ele também ouviu? Ele não tem filho, nem um filho. Ah, ouviu? Ouviu, né? Ah, rapaz, tá com tá bem? O que é? Como? Diz o sol é todo. Olhar lá também não estou a ver, mas se olhar no sol aparece. É assim que ele falou. Ah, também já mu mau, já mơ bị mơ mắt. Sim. Bình bờ không phải mu hẳn mà kiểu là nếu mà nhìn trên nó ánh sáng nó vẫn nhìn thấy ánh sáng. À. Mà là bình thường lớn như thế. À. Assim tá bom. Esse tu tá tudo esse bai do esong de velo que lia do homem esong boca do né? Deu meta tem força, sou isso, esse trabalho bem, né? Você supera só, né? Depois vamos cultivar, né? Đấy, sổ thanh niên ở trong bản cực kỳ đấy các bạn, toàn người già, đấy, có, đấy, bà hàng mù luôn. Ê, chị ta bánh nấu lê đây ạ, ở đây nào đàm mày? Ê, hết đẹp ạ. À, cái nấu lê? Ừ, hết đẹp ạ.
Đấy, phải một đấy người già dần người già đấy đấy các bạn đấy, thanh niên cái cực kỳ toàn là nói chung là cùng thuộc dạng là trung trung tuổi cả các bạn. Thế à, xin ta ở muốn tụ về rồi giờ em xin tâm anh tham biểu mà về liền ra xin ta bông xét ta số mày xét ta số em xin nó bơi xì dù đấy, toàn là người già các bạn đấy, một bản làng rất là khó khăn đấy. Và là tình hình này thì anh em mình cũng phải đi tìm hiểu, phải mất cả có là phải cả tháng các bạn, phải nhờ bạc trường bản là dần đi tìm hiểu tất cả trong những cái bản này là xem là nguồn nước cái dân sử dụng ở đâu, và đặc biệt là các em nhỏ bây giờ không có trường học thì sẽ không bao giờ có tương lai các bạn. Esia sinh nó tên escola de bonau de bon natura de futuro para criança. Por isso mesmo que também queremos uma junta do posto médico da igreja da escola, junta de água. Sim. E a semente para a população, porque não tem semente, não tem de comer. Aí é. Ở đây các bạn thấy bác vừa bảo là thế nên chúng tôi mới là đến nhờ các cháu là hỗ trợ giúp đỡ bản làng chúng tôi. Thực sự bản làng chúng tôi rất là nghèo khó và khó khăn. Đấy. Esse aqui é lá é som que? Uma igreja. Cái đồ ven này chứ? À bố đồ ven? Sim. Dạ, hứa các bạn này. Dạ, fica sua sinh clienta, fica sua sinh bada ven. Đây bạn này, toàn bộ là trẻ em, con nít và người già cực kỳ đông luôn. Đấy, đã lên chưa hết, chưa đến đủ đâu. Thuyền đi. Tên đi. Đấy các bạn này, đây. Toàn bộ là trẻ em và người già là chiếm tỷ lệ là phần lớn trong cái bản làng Capolo này các bạn. Đấy. Đất đai thì ở đây là ở phía bên kia, tức ở là của người bồ. Còn ở đây thì không còn nước, không thể trồng được các bạn, chỉ có mùa mưa thôi mà không thể trồng. Đấy các bạn này, người già, trẻ em không đến trường. Một bất ngờ rất là lớn đối với mình khi đến cái bản làng này. Đây là nhà thờ nhé các bạn. Đấy. Ui, à xin. É xin sao mà? Xin. Nhà thờ các bạn này. Thế này có tốn đâu, được bảy tấm tốn đây. Đấy, trên này ánh sáng rồi vào. É xin đi bôi chuva cây. Em mesmo sair quando a chuva cai, as pessoas têm que ir para as casas. Aí é? Sim. Quando se fechar. De missão, né? Sim. Chuva caiu, sai. Tem que sair. Ok, tem que sair. Đấy, còn xung quanh cái thơ đấy thì còn có một ít tốn là để lợp, còn lại là đấy này. Giữa này giữa cái mái tôn ập này là không có này. Hay mưa là hầu như là đi về cả chứ không phải nữa. Những bản này bây giờ là cực kỳ khó khăn đấy các bạn, khó khăn từ mọi mặt luôn. Xin xong đu rù muốn tu đu rù importante agora importante xong đu vida này xong đu escola para cria do criança. Sim. Depois segundo é de cultiva para encher do barriga. Mas aqui não tem nada. Se agora eu tá muito, eu também difícil. Por isso eu venho aqui para quero ver terreno, aonde fica bonito. Ajuda o povo, aprende o povo de cultiva. Assim eu vou pensar ainda já. Sim. Hoje eu só venho visitar. Aí, bạn, thì mình cũng nói với bác là bây giờ hiện tại là cái bản này là mình mới vào đây là mình nhìn sơ qua thôi. Hoàn toàn khó khăn về mọi mặt, về tất cả cái trường học không có này. Đấy, đất đai thì đến đấy, hình như đến đấy 6 người bồ người ta lấy trước rồi. Chứ không phải là người ta đến đây người ta mới lấy đâu. Chúng là quá khó khăn về mọi mặt. Đây còn này, nhà thơ này, máy vẫn còn một ít tâm tốn mới để lộp. Ê thì chắp ba đi canh, chắp ba cái canh thì phải xe ô bố vụ aroma đi nghe được không bà? Pô quê kì contribuí um bocado até conseguiram assim. Até não chegou. Người dân góp lại, các bạn góp lại từ rất lâu rồi mới mua phải tâm tốn này là để lợp đấy. Chứ con đang giữa đây không có này. 200 hồ nhân dân. 200 hồ dân mà vì ở đây ăn không đủ thì lại gì ra mà góp anh. Nếu trường học cũng chả có, bình thường như các bạn khác không có trường học nhưng mà có thầy cô giáo vẫn dạy dưới những cái gốc cây con đấy các bạn nhìn này. Trẻ em cứ gọi là bé bé như này. Đây luôn gọi là phải tầm mấy trăm ấy. Hiệp thật ấy. Dạ bố vụ. É sim já. Hoje eu chego aqui para visitar bố vụ do Capolo. Então, outro dia eu quero andar tudo para ver depois eu vou te ajudar. Dạ. Quando eu ajudar aqui, não ajudar de pessoa de cunhanga não. Quem te fazer muito, depois ganha muito. Entendeu, né? Tá bom ou não? Yes. Ok các bạn, thì đây hôm nay là ngày đầu tiên anh em mình đến tại bản làng Capolo là
để xem xét cái tình hình điều kiện tự nhiên đây. Thì mới đầu, bước đầu tiên đây mới đến bản làng là anh em mình nhìn được mặt, nhìn như theo như lời các bác kể là thấy là một sự khó khăn rất là lớn tại bản làng Cao Bô Lâu này. Thì anh em mình sẽ là về nhà bàn bạc, hai anh em, các anh em trong team là bàn bạc và sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ bản làng nghèo khó khăn ở tại miền núi châu Phi nha bạn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ya soba, muito obrigado. Obrigado. Sim, obrigado. Obrigado. Dạ, chết rồi. Dạ. Đây là bác phó thôn các bạn. Dạ. Dạ vâng, cái liên xã là các bạn. Trẻ em cực kỳ nhiều, toàn trẻ em và người già. Dạ chào nhá.